dòng, đây là một dòng brand là cái Cafea các bạn. Rosso Cafea là con thơm silver là tên của nó. Cái đài của nó bên ngoài màu xanh lá cây, và lưỡi thì là trắng chấm tím. Dịu mát xuống các bạn thấy cái màu blue khói rất là rõ ràng. Cây này mình đã có quay lên YouTube một lần rồi và mình quay có một mình nó thôi, và có tên khoa học luôn. Và cái loại này á, trồng á thì cây của nó không có như cái loại cái khác mà nó mập, xung tốt mướt, cây nó hơi khô khô như thế này, không có mập, không có mập mềm, không có mướt cây. Thì cái bụi cát Nam Mỹ blue mới này có giá thành là 500 ngàn. Thank you.
Minh xin giới thiệu với các bạn. Đây là một dòng cáp lê da. Mình trồng cây cắt thứ hai. Đây là một dòng cắt Thái, mình cũng không biết tên các bạn. Cách đây mấy hôm mình có giới thiệu với các bạn một dòng lan dendro nắng xưa là đa văn, có một cây có nụ và hôm nay nó hé. Đây là cây dendro nắng có tên là Cesareth anh chị. Xin giới thiệu với anh chị, đây là một dòng lan nắng có tên là Samurai. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cây bờ lá có tên là Happy Star. Cánh của nó màu kem. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cây bờ rác Đài Loan có tên là Sunigon. Cánh của nó là màu vàng đậm và Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã thường xuyên ủng hộ cho Hoa Lan Quang Minh. Nếu các bạn yêu thích